Khi nói về tình yêu, chúng ta đều khao khát được yêu thương và được quan tâm. Đúng vậy, tất cả chúng sinh đều cần tình yêu để tồn tại. Tình yêu là một chủ đề rộng lớn và phong phú. Bạn có thể tìm thấy tình yêu ở nhiều dạng thức khác nhau. Nhưng nền tảng cho tất cả các loại tình yêu này là lòng tốt và lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, nhiều người thường nhầm lẫn giữa tình yêu và sự bám chấp. Trong tình yêu giữa các cặp đôi, nam và nữ, nhiều bạn trẻ không phân biệt được đâu là tình yêu đích thực và đâu là sự bám chấp. Vậy sự khác biệt giữa chúng là gì? Thông thường khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ nói, tôi mong bạn hạnh phúc. Nếu hạnh phúc đó có tôi cùng chia sẻ thì tuyệt vời, còn nếu không, tôi vẫn mong bạn hạnh phúc. Đó là yêu thương chân thành. Ngược lại, khi bám chấp, bạn sẽ nói, bạn cần làm cho tôi hạnh phúc. Nếu họ không thực hiện được điều đó, bạn sẽ phàn nàn, tại sao bạn không làm cho tôi hạnh phúc? Tình yêu và những điều bạn làm cho tôi không đủ. Trong tình yêu đích thực, bạn không mong đợi gì từ người khác, nhưng vẫn cố gắng mang lại hạnh phúc cho họ. Trong sự bám chấp, bạn luôn mong đợi điều gì đó từ người khác, và cuối cùng bạn sẽ không bao giờ hài lòng. Vậy sự bám chấp hình thành như thế nào? Bạn cho rằng ai đó hoàn hảo, phù hợp với mình và muốn ở bên họ mãi mãi, không muốn rời xa, muốn kiểm soát cuộc sống của họ. Bạn nắm chặt họ, không muốn buông tay. Tiếp theo, bạn cố gắng bảo vệ họ, thậm chí là quá mức. Bạn đặt ra những hạn chế như không cho họ dùng mạng xã hội, không ra ngoài, không trò chuyện với người khác. Những hành động này xuất phát từ nỗi sợ mất mát và mong muốn kiểm soát đối phương, nhưng kết quả thường sẽ ngược lại. Nó khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, khó thở và muốn thoát khỏi mối quan hệ. Khi người đó rời đi, bạn cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt. Bạn bất mãn, tức giận và cảm thấy bị phản bội. Tuy nhiên, theo giáo lý nhà Phật, mỗi người đều sống trong thế giới riêng của mình, giống như bạn vậy. Bạn tạo ra hạnh phúc, nỗi buồn và mọi thứ diễn ra trong thế giới riêng của bạn. Điều tương tự cũng đúng với người khác. Họ cũng đang sống trong thế giới riêng, mong muốn hạnh phúc và tự do, giống như bạn. Không điều gì trên đời này là vĩnh cửu. Mọi người, mọi thứ và mọi trải nghiệm đều thay đổi. Đó là quy luật của cuộc sống, tất cả đều vô thường. Khi nhận ra điều đó, bạn chạm đến thực tại, bạn nghĩ, mình chỉ có một thời gian rất ngắn với những người này, cuộc sống thật ngắn ngủi. Nếu không có gì xảy ra, chúng ta có thể sống đến 85 tuổi. Vậy nên thay vì bám chấp, hãy yêu thương một cách tự do và tôn trọng lẫn nhau. Cung cấp cho nhau không gian riêng, tin tưởng và cho phép nhau trưởng thành. Một tình yêu lành mạnh sẽ mang lại cho cả hai cảm giác an toàn, thoải mái và hạnh phúc. Có một câu nói hay để mô tả tình yêu. Nếu bạn thích một bông hoa, bạn sẽ bứt nó. Nhưng nếu bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ tưới nước cho cây của nó. Và đó chính là sự khác biệt giữa tình yêu đích thực và sự bám chấp. Vì vậy, hãy yêu thương mọi người một cách đúng đắn. Nếu bạn chọn yêu thương đúng cách, bạn sẽ có một cuộc sống thanh thản và bình an.